kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, hot nhất. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Nga cảnh báo tấn công nhà máy vũ khí Đức trên lãnh thổ Ukraine. Quan chức Nga cảnh báo các nhà máy quân sự của nước ngoài đặt trên lãnh thổ Ukraine sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nastayin hôm 31 tháng 7 nói, rằng bất kỳ nhà máy quân sự nào ở Ukraine, bất kể liên kết với nước nào, cũng sẽ là mục tiêu hợp pháp của Moscow. Có thông tin vào ngày 24 tháng 7, tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall đã nhận được lệnh chính thức về việc xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược tại Ukraine. Về vấn đề này, chúng tôi xin nhắc lại rằng bất kỳ nhà máy nào ở Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang nga. bất kỳ nhà máy quân sự nào, nhà ngoại giao nga cho biết. Nhà máy quân sự Đức tại Ukraine ước tính trị giá khoảng 100 triệu euro, ông Nastayin cho biết. Khác với đầu tư và phát triển và phục hồi Ukraine, quân đội phương Tây không ngại chi tiền cho sản xuất vũ khí, kiếm tiền từ chiến sự luôn luôn và vẫn là truyền thống của phương Tây, ông cáo buộc. Tuần trước, Rheinmetall thông báo đã nhận được lệnh từ chính phủ Ukraine để xây dựng, trang bị cũng như đưa vào vận hành một nhà máy đạn dược. Nhà máy này sẽ bắt đầu sản xuất đạn tại Ukraine trong vòng 24 tháng, cùng với Ukraina Defense Industry, đối tác liên doanh của Ukraina, Riehein Metal cũng sẽ chịu trách nhiệm vận hành nhà máy, công ty cho biết thêm. Trước đó, Ukraina Defense Industry và Riehein Metal đã mở xưởng sản xuất sửa chữa xe bọc thép chung đầu tiên tại Ukraina vào ngày 10 tháng 6. Theo thỏa thuận, phía doanh nghiệp Đức sẽ nắm giữ 51% cổ phần và có quyền quản lý. Sự hợp tác sẽ tập trung vào việc bảo dưỡng và sửa chữa xe bọc thép tại Ukraine, trong khi hai bên cũng chuẩn bị cho việc chế tạo xe tăng. Đây được xem là nỗ lực của phương Tây và Ukraine nhằm giải tỏa cơn khát vũ khí của Kiev trên chiến trường. Trong khi Nga sở hữu năng lực sản xuất quốc phòng tương đối mạnh mẽ, Ukraine phụ thuộc nhiều vào phương Tây. Việc nhà thầu quốc phòng lớn như Rihei mở nhà máy ở Ukraine sẽ rút ngắn quá trình sản xuất và chuyển vũ khí ra tiền tuyến, giúp Kiev đối phó với Moscow trong cuộc chiến tiêu hao. Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga ở Ukraine đã bắt đầu. Theo ISW, quân đội Nga thực hiện 5 cuộc tấn công cơ giới quy mô trung đội đến tiểu đoàn ở phía Tây Donetsk vào ngày 29 và 30 tháng 7. Đây là dấu hiệu Moscow đã bắt đầu chiến dịch mùa hè ở Ukraine. Theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, do thiếu năng lực cho một cuộc tấn công quy mô lớn ở Ukraine, Bộ Chỉ huy Nga sử dụng các cuộc tấn công cơ giới theo đợt, gây tổn thất cho cả hai bên. Quân đội Nga đã thực hiện 5 cuộc tấn công cơ giới quy mô trung đội đến tiểu đoàn ở phía Tây Donetsk vào ngày 29 và 30 tháng 7. Các nhà phân tích cho biết, các cuộc tấn công cơ giới cục bộ như vậy có khả năng cho thấy chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã bắt đầu. Tuy nhiên, lực lượng Moscow dường như không có khả năng hoạt động rộng hơn để tiến hành một cuộc tấn công độc lập quy mô lớn hơn ở khu vực Donetsk hoặc nơi khác trên mặt trận vào mùa hè này. ISW ước tính rằng quân đội Nga có khả năng đang cố gắng chiếm Konstantinovka và cắt đứt đường cao tốc T-0524 nối giữa Uleda và Konstantinovka, buộc quân đội Ukraine phải rút lui khỏi khu vực này, báo cáo viết. Các chuyên gia lưu ý rằng các cuộc tấn công cơ giới của Nga không dồn dập liên tục, có thể phản ánh mức độ năng lực tấn công hiện tại của họ và Moscow khó có thể tiến hành một chiến dịch tấn công mùa hè riêng biệt khác do hạn chế lực lượng. Theo phân tích của ISW, Nga đang cố gắng tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn, đồng thời trong suốt cuộc xung đột, nhưng không đủ khả năng tiến hành các hoạt động tấn công theo đợt cùng lúc trên nhiều khu vực mà gần như luân phiên khi cường độ giảm ở khu vực này thì tăng ở khu vực khác. Trong suốt mùa hè, quân đội Nga định kỳ thực hiện các cuộc tấn công cơ giới ở cấp trung đội và đại đội theo hướng Liman, Chasovia và Adipka thuộc vùng Donetsk. Gần đây đã tăng cường các hoạt động tấn công ở phía Tây và Tây Nam Donetsk. Lực lượng Moscow cũng được cho là đã tái triển khai các đơn vị của sư đoàn xe tăng số 90, tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 41 thuộc quân khu trung tâm từ Adipka đến phía tây nam Donetsk, cho thấy rằng bộ chỉ huy quân sự Nga có thể tin rằng họ khó có thể đạt được lợi thế chiến tranh nhanh chóng gần Adipka và đang thay đổi các ưu tiên ở khu vực Donetsk. Các chuyên gia cho rằng quân đội Nga có thể sẽ triển khai thêm lực lượng cơ giới đến khu vực này để khoét sâu các điểm yếu ở tiền tuyến Ukraine vào mùa hè và đạt được một số tiến bộ về lãnh thổ, mặc dù có hạn chế. Các chỉ huy quân đội Nga có thể quyết định rằng các cuộc tấn công cơ giới định kỳ, dồn dập này đủ để đạt được các mục tiêu đã được điều chỉnh với tham vọng hạn chế hơn cho mùa hè hoặc các cuộc tấn công này là giới hạn khả năng hiện tại của họ. Đồng thời, họ cũng có thể nỗ lực đạt được một số thành công về mặt chiến thuật hạn chế ở phía Tây Donetsk, bao gồm cả việc cắt đứt đường cao tốc Uleda, Konstantinovka như một chiến thắng lớn cho người dân Nga. Bộ chỉ huy quân sự Nga cũng có thể cố gắng thúc đẩy các lực lượng đang suy yếu trong khu vực tiến xa nhất trước khi khả năng chiến đấu của họ đạt đến đỉnh cao, bất chấp tổn thất sẽ phải chịu trong quá trình này. Việc Bộ Chỉ huy quân sự Nga sẵn sàng đạt được các lợi ích chiến thuật hạn chế bất chấp tổn thất đáng kể về thiết giáp sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn khi họ mất một lượng vũ khí và thiết bị từ thời Liên Xô trong vài năm tới. Báo cáo có đoạn, tổn thất của cách tiếp cận này sẽ vẫn cao nếu Bộ Chỉ huy quân sự Nga tiếp tục không rút ra được bài học kinh nghiệm từ những khó khăn của cuộc tấn công bằng cơ giới trên chiến trường, gần như trong suốt ở Ukraine, và Moscow tiếp tục không muốn huy động thêm ngành công nghiệp quốc phòng. Nga tấn công như vũ bão, đảo ngược thành quả của Ukraine ở hai làng chiến lược. Các binh lính Ukraine thừa nhận họ đã trải qua những cuộc giao tranh vô cùng ác liệt và cam go khi quân đội Nga tấn công dồn dập vào Urochane và Staromaioske. Giao tranh khốc liệt, Ukraine mất hai ngôi làng chiến lược. Trong nhiều tháng, các binh lính Ukraine ở phía đông nam đã có thể chống đỡ trước các cuộc tấn công của Nga, Thậm chí, với tình cảnh thiếu đạn pháo, lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 đã đẩy lùi các cuộc tấn công dồn dập của đối phương trong khi cố gắng bảo vệ các thành quả hạn chế đạt được từ cuộc phản công năm ngoái. Lữ đoàn này đã gây thương vong và ngăn chặn cuộc tấn công của Nga, trong đó có cuộc tấn công sử dụng lữ đoàn thủy quân lục chiến tình nhuệ. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3 năm 2024, quân đội Nga đã chuyển hướng tập trung sang hai ngôi làng nhỏ Urochene và Staromaiosuke. Nga đã mất 3 tháng và sau khi chiếm được Staromaiosuke vào tháng 6, cuối cùng họ đã có thể xuyên thủng phòng thủ của lực lượng Ukraine đang suy yếu và giành được Urochene ngày 14 tháng 7. Các binh lính Ukraine thừa nhận họ đã trải qua những cuộc giao tranh vô cùng ác liệt và chịu tổn thất ở Urochene và Staromaiosuke. Việc mất những ngôi làng này là một cú đánh mạnh vào các lực lượng của Ukraine. Điều này diễn ra giữa bối cảnh Nga tiếp tục đạt được những thành quả ổn định gần đây sau tiên tuyến trải dài 1.000 km và lực lượng bộ binh Ukraine từng phải chiến đấu vô cùng khó khăn để giành được chúng trong cuộc phản công đậm máu năm ngoái. Với các binh lính thuộc Lữ đoàn 58, những người đã chiến đấu để bảo vệ Urochane và các đơn vị của vệ binh quốc gia đồng hành cùng họ, điều đó còn khó khăn gấp đôi. Khoảng 100 binh lính đã tử trận hoặc mất tích trong 3 tháng giao tranh ở ngôi làng này và các chỉ huy đang phải đối mặt với những lời buộc tội từ các chỉ huy quân sự cấp cao hơn khi thường yêu cầu các binh lính phải cố thủ tại các vị trí đến cùng. Giao tranh diễn ra trên những đống đổ nát và từ các căn hầm có một vài chiến hào nhưng không có cấu trúc phòng thủ và không thể xây dựng chúng. Binh lính Kare, 43 tuổi chiến đấu ở Urochane từ những ngày đầu cho hay. Urochane chỉ bao gồm hai con đường và quân đội Nga đã chiếm được một nửa ngôi làng vào tháng 6 năm 2024, Karay cho biết, đồng thời nói rằng quá nhiều thứ bay quanh, những người bị thương chỉ có thể được sơ tán vào ban đêm, vì thế đã đến thời điểm mà việc cố thủ ở đây trở nên vô nghĩa. Khi thời điểm đó đến, cuối cùng các lực lượng của Ukraine đã buộc phải nhanh chóng rút khỏi ngôi làng. Tình thế nghìn cân treo sợi tóc của quân đội Ukraine một thành viên 40 tuổi thuộc lực lượng vệ binh quốc gia tên là Mark cho biết, được lệnh hỗ trợ bảo vệ Urachane ngày 8 tháng 7, đơn vị của anh trú ẩn dưới tầng hầm của một ngôi nhà đã chịu đựng việc bị Nga ném bom dữ dội suốt 4 ngày. Vào ngày 12 tháng 7, ngôi làng trở thành mục tiêu của các UAV. Chỉ huy của anh cảnh báo rằng đơn vị Ukraine ở phía trước đã rút lui và Nga đã chiếm được các vị trí trong một ngôi làng đối diện. Lúc đầu, những người này được lệnh rút lui đến một vị trí khác, nơi họ đã hoạt động một cách an toàn khi một cuộc bắn phá khác bắt đầu. Các bài báo chính thức của Nga cũng mô tả những sự kiện tương tự. Một đơn vị súng trường cơ giới và các đội xe tăng của nhóm Vosto đã khiến đối phương kiệt sức, tạo điều kiện thích hợp cho cuộc tấn công cuối cùng. Sau đó, các nhóm xe bọc thép cùng các đơn vị tấn công di chuyển ra từ ba hướng, First Channel đưa tin. Mark miêu tả ba xe chở quân nhân Nga chạy ngang qua vị trí của Anh lúc 6 giờ sáng, đưa bộ binh vào chặng đường rút lui của họ. Cuộc tấn công chính đã bắt đầu. Theo First Channel, thủy quân lục chiến Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn, sử dụng những chiếc xe địa hình vượt đồi cát để tiến hành một cuộc tấn công nhanh chóng vào ngôi làng. Đơn vị của Mark cũng được lệnh rút lui qua các cánh đồng bởi đường bộ đã bị Nga kiểm soát. Điều đó bắt đầu trong trật tự nhưng chỉ trong vài giờ, nó trở thành một cuộc chạy đua tuyệt vọng dưới hỏa lực với những người bị thương và từ trận bị bỏ lại phía sau. Các UAV của đối phương liên tục bay lơ lửng trên đầu những nhóm binh lính đang rút lui, điều chỉnh pháo binh của đối phương, Mark viết một giờ sau anh gặp phải một vụ nổ và bị thương ở cả hai chân tôi không thể tiếp tục có một người đàn ông bị thương khác cũng đi cùng tôi mark cho hay một binh lính thuộc vệ binh quốc gia có biệt danh là roberos đã dừng lại giúp họ dưới sự dẫn dắt của roberos mark cho biết anh đã bỏ qua những bụi cây thấp và một bãi mìn tới điểm tập trung những người bị thương được chỉ định người binh lính bị thương thứ hai cố gắng đi theo nhưng đã quá yếu và nói họ hãy để anh ở lại điều duy nhất tôi thực sự lo sợ là không thể gặp lại gia đình mình đó là động lực chính khi tôi phải bỏ qua mặt đất nóng chảy và thảo nguyên Donetsk dưới cái nắng như đổ lửa và không từ bỏ, Mark cho hay. Anh đã mất hơn 12 tiếng để đến một trạm y tế. Các thành viên của đại đội Mark đều sống sót thoát ra ngoài, nhưng các đại đội khác đều từ trận và bị thương. Nga đã treo cờ trên ngôi làng này vào buổi tối hôm đó, nhưng điều khó khăn nhất là giữ được ngôi làng khi các UAV của Ukraine bắt đầu tấn công họ. Binh lính Nga tên là Horst cho hay. Họ bắn từ mọi hướng, bầu trời đen ngòm UAV của họ, Hort nói về các binh lính Ukraine. Trong những cuộc trò chuyện sau khi ngôi làng thất thủ, các binh lính Ukraine trên mặt trận gần đó cho biết họ cảm nhận được sức ép từ ba cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào tháng 10, tháng 11 năm ngoái và tháng 12 năm nay, rồi sau đó là ba tháng giao tranh ác liệt ở Urochane. Họ đã miêu tả lực lượng tấn công của Nga là một đội quân tràn đầy quyết tâm và động lực các thành viên của lữ đoàn 58 đã dành một ngày gần đây đã trú ẩn trong những chiến hào đầy bùn trên tiền tuyến gần Urochane, lắng nghe tiếng pháo và UAV đang đến cũng như đối phó với UAV phát nổ bằng các thiết bị gây nhiễu điện tử cầm tay. Khoảnh khắc nguy hiểm nhất với các binh lính là khi các đơn vị xoay vòng lực lượng trên tiền tuyến sau vài ngày bởi họ thường xuyên đối mặt với hỏa lực dữ dội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin hữu ích Xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.